Kính chào quý vị khán giả của kênh Mai Linh Kết Nối 365. Hôm nay mình đang có mặt tại một nơi rất chi là đặc biệt. Đó là, đâu có bạn biết ở đâu, thì mình xin giới thiệu với quý vị khán giả là hôm nay mình đang có mặt tại khu Lăng mộ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thì thời gian trước thì khu mộ này chưa được hoàn thiện, thì cũng không tiện để cho quay phim và ghi hình, và mọi người cũng rất là quan tâm là sau một thời gian này khu mộ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang thì ra sao và như thế nào. Hôm nay bọn mình có ghé qua đây, thứ nhất là vừa tỏ lòng thành kính, dâng nén tâm hương, thứ hai là ghi lại những thước phim về khu mộ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang cho các bạn được biết. Thì sau khi mà đăng ký lễ và dâng hương, bọn mình có dâng hương ở trong rồi, thì giờ mình sẽ xin phép để ghi hình lại cho các bạn được biết. Thì như các bạn được biết là đây là mình đang đi trên con đường để đi vào dẫn tới vào khu mộ nữa các bạn. Một con đường từ chỗ khu nhà đăng ký, thì hai bên được trang trí rất nhiều là cây, hoa, đẹp, rất đẹp các bạn, và bắt mắt. Thì mình sẽ đi vào bên trong cho các bạn được rõ xem là toàn bộ bên trong quang cảnh nó sẽ như thế nào. Đây là cái con đường chính để đi thẳng vào khu mộ đấy các bạn. Được trồng rất nhiều là hoa và cây, bạt ngàn hoa đó các bạn. Mùa này mà quất rất là lắm trái luôn các bạn. Ngoài quất thì có những nhiều lớp cây hoa hồng ở phía đằng sau đây, rất là đẹp. Đây là trước mặt các bạn, đây là khu bày trí những vật phẩm như là hoa này, trái cây, bánh kẹo để các đoàn tới dâng hương. Và đây có người luôn chăm sóc, dọn dẹp hàng ngày luôn các bạn. Đây toàn hoa tươi nha các bạn. Thì hồi nãy bọn mình có ghé dâng hương rồi, thì cũng xin phép để ghi hình. Bây giờ mình sẽ đi vào trong khu mộ đằng sau đây nha các bạn. Và trước mặt các bạn là khu mộ các bạn. Mình sẽ đi xung quanh cho các bạn biết nhé. Toàn bộ ngôi mộ này thì được làm theo lối kiến trúc hình tròn nha các bạn. Hình tròn xung quanh. Thì ở ngoài có làm những cái gọi là ba cấp bậc gạch. Thì những cái bậc cấp này thì đang xếp rất nhiều loại hoa trồng lên nhau. Thì sau khi mà thắp hương rồi dâng hương thì các bạn có thể đi một vòng xung quanh để biết được xung quanh những ngôi mộ này thì được trang trí làm rất chi là công phu và tỉ mỉ những họ trồng hoa đây rồi các bạn. Toàn bộ xung quanh đây là hoa tươi nha các bạn, hoa tươi 100% luôn đấy. Thì trước kia khu vực này là một khu vực đất ruộng, thì trong vài ngày thì chính quyền địa phương và các nhà thầu đã dọn và sắt lấp mặt bằng khu vực này để làm nơi ăn nghỉ cho cố chủ tịch nước rồi các bạn.
Đó, mình vừa đi một vòng là hết hết một vòng xung quanh ngôi mộ luôn các bạn. Thì hàng ngày cũng có một số người ở các nơi có ghé đây để dâng hương và cũng tham quan, và cũng một phần tò mò, một phần là thành kính để tới dâng hương. Đây là lối đi gì đi vào đấy các bạn, vào chính diện của ngôi mộ. Hoa hồng cực kỳ đẹp luôn các bạn, rất nhiều hoa luôn. Ở đây cây cối rất chi là tươi tốt và rất là lắm hoa. Hai bạn tới khu mộ này nhiều lần chưa nhỉ? Dạ, lần đầu tiên em đến. Tại quê em ở đây trước mà em sinh sống và học tập ở Buôn Ma Thuột cơ. À, dạ. Lần này có dịp về quê thôi mới ghé dạ, đây. Đúng rồi ạ. Bạn này có hay tới đây không? Cháu tới lần này lần thứ hai nhưng mà trước em... thì ở ngoài kia. Em đi chơi với cháu. Lần thứ hai nhưng mà lần đầu chắc lâu rồi đúng không? Dạ. Cũng là người Kim Sơn. Vâng, cháu ở trong đây thầy. Mình đến đây mình cảm nhận được cái khu mộ này thế nào? Dạ, đẹp ạ. Ông xuất phát điểm là một chiến sĩ công an. Trước khi lên làm chủ tịch nước thì bác là bộ trưởng của Bộ Công an. Trong cái nhiệm kỳ thì làm bộ trưởng Bộ Công an thì bác là chỉ đạo chính trong Tây Nguyên ạ. Dạ, em biết chỉ biết sơ sơ về thế. Riêng cá nhân em là em rất là yêu quý bác. Dạ. Còn lòng dân thì chắc chắn là rất là nhiều người yêu quý bác, bởi vì muốn bác làm chủ tịch nước thì lòng dân phải ủng hộ bác mới làm được. À. Dạ. Giờ còn bé em thấy thế nào? Thế hệ trẻ. Em thấy khung cảnh ở đây như thế nào ấy, trước hết này. Rất là đẹp. Rất là trang đẹp. Trọng. Trang trọng. Đây là bên khu vực quang cảnh bên xung quanh ngôi mộ của bác cố chủ tịch nước Trần Đại Quang này các bạn. Rất nhiều cây cối, cây cảnh chăm sóc rất kỹ và đặc biệt nữa các bạn, gọn gàng ngăn nắp, có hình có thế. Mà cây ở đây rất chi là lắm lọc và lắm hoa đấy các bạn, đặc biệt cây nào cũng thế, rất chi là tươi tốt, hoa thì mộc rất là đều và đẹp. Mình chỉ luôn ấn tượng về những cây hoa hồng này các bạn, rất chi là lắm hoa luôn, ngập tràn hoa là hoa.
Ừ, có tưới tiêu tự động hết luôn. Đỡ cực cho những người chăm sóc. Thì ngay phía sau ngôi mộ có một phiến đá rất chỉ là lớn nha các bạn. Mình không được biết am hiểu sâu về ý nghĩa của phiến đá này như thế nào, nhưng mà ở đây không có chữ gì hết. Đây là khu vực phía đằng sau mộ rồi các bạn, có hàng cây cây kiểu cây thông, cây phi lao đó các bạn. Đây là cây thông thì đúng hơn. Thì có hệ thống tưới tiêu tự động nên là các cây cỏ ở đây chung là rất chi là xanh tốt, rất chi là nhiều hoa luôn các bạn. Hàng ngày chắc phải chăm sóc phải mấy kỳ, ít nhất phải tưới tiêu chắc cũng phải hai đợt rồi các bạn. Thì những cái cây hoa nó mới được xanh tốt như thế này, nhiều hoa như thế này. Lắm. Khu này thì hoa hồng quá trời hoa luôn. Lắm hoa, lắm quả luôn đó chứ. Khu mộ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang thì nằm sát ngay cái con đường chính của huyện Kim Sơn luôn nha các bạn. Thì từ đây mà đi vào cái thị trấn Kim Sơn thì tầm 4 cây nữa thôi. Thì hai bên hàng bốn hai con đường hai bên cái dòng sông này thì đều được trải nhựa và kè đá rất chi là đẹp. Ở giữa đây thì mình không biết là đang trồng cái gì đây, hay là để phun nước hay là làm cái gì đây. Mình sẽ zoom lại gần một xíu cho các bạn rõ. Đây chắc có sự kiện gì hoặc khi nào làm gì đó thì sẽ trồng hoa hoặc là phun nước hay sao đây các bạn. Cây rất chi là tốt mà lại đẹp đó, đều tập tắp luôn các bạn. Từ đây thì đi thẳng vào bên trong là khu mộ. Đây là hướng mình vừa quay là hướng con đường chính. Còn hướng bên này là hướng đi về thị trấn Kim Sơn, thị trấn Phát Diệm. Thì toàn bộ đây là đã được kè đá và bê tông mương rồi các bạn. Đều và đẹp phẳng phắc phát luôn. Đây là cái con cầu để đi thẳng vào chỗ khu mộ các bạn. Thì ít phút ngắn ngủi mình đã gửi tới các bạn những thước phim về toàn cảnh khu mộ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì quan cảm nhận và quan của mình là ở đây nói chung là một nơi rất chi là trang trọng, sạch và đẹp, rất chi là nhiều hoa và được quy củ nữa. Thì sau khi mình xin phép mình sẽ sử dụng flycam, mình sẽ quay toàn cảnh khu vực đây cho các bạn được rõ hơn nhé. Mình xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người những cái clip tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.